đã tổ chức gala văn nghệ tri ân những giảng viên doanh nhân đặc biệt long trọng và ý nghĩa. Chương trình có sự tham gia của đại diện trường huấn luyện doanh nhân siêu Việt Nam, đại diện trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội, các giảng viên doanh nhân và đông đảo sinh viên các ngành đào tạo của trường. Giảng viên trường huấn luyện doanh nhân siêu Việt Nam là những người thầy, tuy không tốt nghiệp ngành sư phạm nhưng lại có kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến trên thương trường. Chính vì vậy, những bài học thực tiễn từ những doanh nhân thành công dành tặng cho sinh viên của trường huấn luyện doanh nhân siêu Việt Nam là vô cùng quý giá. Đây cũng là cách tốt nhất để giúp sinh viên tiếp cận được kiến thức thực tế ngay từ khi còn ngồi trong ghế nhà trường, đồng thời mở ra những cơ hội nghề nghiệp tốt và khả năng thăng tiến nhanh trong lĩnh vực mà các em theo đuổi trong tương lai. Trước đó thì mình cũng có nhận lời mời từ Chủ tịch Ngô Minh Tuấn cùng các cộng sự ở bên Học viện siêu Việt Nam về đào tạo chương trình thực tiễn du lịch cho các bạn sinh viên. Mình thấy rằng đó là một trong những cái môi trường đào tạo tốt, và mình muốn mang những cái kinh nghiệm của mình trong quá trình tham gia công tác ở trong ngành du lịch để mang đến cho các em những giá trị và những góc nhìn cuộc sống tốt nhất trong ngành du lịch để các em có được cái định hướng cho mình. Thực ra thì mình thấy rằng trong công tác đào tạo du lịch trước kia thì chúng ta vẫn thường đào tạo theo lý thuyết và chủ yếu là trên sách vở nhiều. Thì chính vì vậy mà mình muốn rằng các cái kiến thức thực tế từ những cái công việc trải nghiệm của đơn vị doanh nghiệp, mình có thể truyền tải được các cái bài học và những cái giá trị tốt nhất để các bạn sinh viên có được những cái kiến thức và cái hành trang để có thể bước vào đời sau này. Hiện tại ở trường huấn luyện doanh nhân siêu Việt Nam có khoảng 30 giảng viên CEO thường xuyên tham gia giảng dạy. Mặc dù việc điều hành doanh nghiệp riêng rất vất vả và tham chiến nhiều thời gian, nhưng với mong muốn chương trình dạy và học ở bậc cao đẳng, đại học luôn luôn bám sát thực tiễn, các giảng viên trường doanh nhân đã sắp xếp thời gian đều đặn tới trường doanh nhân siêu Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ của một người thầy, để truyền đạt những cách thành công cho sinh viên. Sự kiện gala văn nghệ tri ân những giảng viên doanh nhân là điểm nhấn ấn tượng mà ban tổ chức cũng như các bạn sinh viên trường huấn luyện doanh nhân siêu Việt Nam tổ chức để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc tới những người thầy đặc biệt vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Sự kiện này cũng là minh họa sống động về một trường cao đẳng có mối quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp, sở hữu thế mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng từ mô hình đào tạo gắn với thực tiễn. Trong dịp này, lãnh đạo nhà trường, các khoa chuyên môn và các bạn sinh viên đang theo học tại trường đã ghi nhận và gửi lời cảm ơn chân thành những đóng góp của gần 30 giảng viên, doanh nhân tham gia giảng dạy tại trường huấn luyện doanh nhân siêu Việt Nam. Những cái kiến thức mà nhà trường dạy thì đều là được do các chủ doanh nghiệp đã có công ty và đang làm chủ của những cái doanh nghiệp mà có tiếng. Và những cái kiến thức đó thì bọn em sau khi được học thì sẽ sau này ra có thể đi thực tập và làm được ngay, áp dụng luôn những cái kiến thức mà nhà trường đã dạy. Và cái điều đấy thì cũng một phần nào rất là có lợi cho bọn em sau này. Trong thời gian học ở đây thì em rất là ấn tượng với cô Ly Hương. Và em cũng xin chúc cô ngày 20 tháng 11 thì luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Và đặc biệt là sau này thì sẽ luôn có thể dẫn dắt các học sinh, sinh viên trong trường doanh nhân siêu Việt Nam theo một bước tiến mới, và sau này sẽ thành công nhờ những cái kiến thức mà cô đã dạy. Những người thầy doanh nhân không chỉ truyền đạt những kiến thức gắn với môn học, ngành học mà còn chia sẻ những kỹ năng thực tế, cách làm thành công để nuôi dưỡng ước mơ khởi nghiệp cho sinh viên. Nhờ những người thầy đặc biệt này, sinh viên của trường được lĩnh hội những bài học quý báu ngoài sách vở như kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng văn hóa ứng xử nơi công sở, xử lý tình huống, phỏng vấn và nhiều kỹ năng mềm khác. 6 năm qua, mô hình đào tạo gắn liền với thực tiễn được trường huấn luyện doanh nhân siêu Việt Nam đặt trọng tâm phát triển cùng hàng trăm doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực. Thực tế cho thấy, các chương trình song hành nhà trường và doanh nghiệp góp phần xây dựng hệ sinh thái giáo dục mang tính thực tiễn cao. Đây là bước quan trọng để trường huấn luyện doanh nhân siêu Việt Nam mở rộng môi trường thực hành, chuẩn bị hành trang vững chắc cho lộ trình nghề nghiệp, tương lai vững chắc cho mỗi sinh viên.